À, Hữu xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, hôm nay là ngày đám giỗ của ngoại Hữu các bạn. À, hôm nay Hữu ra ngoài ngoại Hữu để mà phụ đám giỗ. Thì cũng sẵn đây là phụ trong cái lúc phụ các bạn thì mẹ Hữu kêu Hữu là phụ sắp chén, mà Hữu thì Hữu không biết là sắp bao nhiêu cái chén hết. Bây giờ Hữu mới biết các bạn, rồi sẵn trong cái lúc này Hữu cũng chia sẻ với các bạn là cái cách để mà người miền Tây cúng cơm với bạn, cái nghi lễ của người miền Tây cúng cơm như thế nào, để Hữu quay lại cho các bạn xem nha. Thì ở ngoài này là đất đai các bạn, mâm đất đai. Vô trong này là cúng quyền các tổ hai bên ở ngoài các bạn, cho nên là nó có hai mâm. Xong rồi mới vô tới trong bàn thờ. Thì để trả lời câu hỏi là cúng bao nhiêu mâm và một mâm có bao nhiêu chén các bạn. Đây là có bốn chén này các bạn. Đây ở trong bàn thờ. Bàn thờ thì bốn chén, mỗi một bàn thờ là một mâm. Đây. Đây. Mâm bàn thờ là bốn chén các bạn. Còn ra ngoài bàn dài này là hai mâm, là nội ngoại của quyền đức tổ là hai bên là hai mâm các bạn. Là một bên là cũng bốn chén luôn. Đây là nãy cậu mình nói là đây là đất đai. Năm mươi gì đầu Phật, năm mươi gì Phật, năm mươi gì Phật. Ngày nay là ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý đây, năm 2020. Gia đình em con nó có nấu mâm cơm cúng bà con. Tụi con cũng kiến cho đất đai cho ăn, cho ở đây thằng bà muốn cảnh đây một mâm cơm, cung kính đất đai về đây dùng cơm mà gia hộ trong giáo quyến gia đạo chị em con được dạng sự bình an. Năm mươi gì Phật, tên thần dưới quà là mắng có tài có lộc. Nhận tự như ý, nhờ nguyên ngoan của thầy ta cho anh ở đây nhìn chẳng thể nam mô di đà phật. Nam mô đó, khi mình đúng cúng là mình cúng đất đai trước các bạn, từ thông vô đất đai tới cúng quyền rồi mới tới bàn thờ. Đây, còn mâm ở ngoài là mâm chiến sĩ các bạn. Mâm ngoài là mâm cúng thương binh chiến sĩ rồi những văn hồng chiến trưởng các bạn. Bàn này thì 10 chén. Nó từ ngày nào giờ Hữu cũng không để ý các bạn. Nay là Hữu mới để ý, tại vì Hữu phụ sắp chén, Hữu không biết là sắp bao nhiêu chén. Rồi cái mình hỏi người lớn mới trả lời mình mới biết các bạn, mới để ý chứ từ nào giờ mình không biết luôn. Nên là Hữu làm clip này Hữu chia sẻ tới các bạn. Đó thì như vậy tổng kết lại các bạn, bao gồm có một mâm là đất đai nè, rồi hai mâm ông bà nội ngoại của quyền thức tổ các bạn là hai mâm, rồi bàn thờ mình có bao nhiêu bàn thờ thì mình cúng bao nhiêu mâm nữa các bạn, với lại một mâm thương binh chiến sĩ các bạn là một mâm nữa. Đó là tổng cộng bao nhiêu mâm đó. Còn chén thì bàn thờ là bốn chén, rồi bàn đất đai là 5 chén các bạn, còn bàn thương binh chiến sĩ thì 10 chén. Đó. Thì Hữu không biết ở vùng khác như thế nào các bạn, còn ở dưới miền Tây Hữu là cũng như vậy đó. Còn cơm thì những món ăn đơn giản bình thường của miền Tây quê Hữu các bạn. Hôm nay là cũng là thông thường chứ chưa phải là ngày chánh, ngày mai mới là ngày chánh giỗ cho nên là không có mời ai.
Đây là xong dàm cỏ tay bên ở dưới hũ nè mấy bạn, trước nhà ngoại hũ nè, đó là hoàn cảnh ở dưới quê hũ. Ok thì hũ xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Do hũ đang cảm cho nên là hũ nói không có rõ, các bạn không cảm nha. Hũ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.